Bộ Công Thương vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý tư do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chủ trì. Nhiều nội dung nóng của ngành công thương đã được đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm như vấn đề bình ổn hàng hóa thị trường Tết, trong đó có mặt hàng thịt lợn, tình hình xuất nhập khẩu, tình hình hiệp định CPTPP và EVFTA, việc sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu, v.v. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành IIP duy trì được đà tăng trưởng với mức tăng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP chung của cả nền kinh tế. Tính chung 11 tháng năm 2019, IIP ước tính tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức tăng 10% của cùng kỳ năm 2018. Về tình hình xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước tính đạt 473,73 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 241,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 91,8% so với mục tiêu đề ra từ đầu năm. Đáng chú ý, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 18,1%, cao hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước và cao hơn gần 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI. Tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam ký kết FTA và đang thực thi đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Điều này cho thấy sự chủ động khai thác có hiệu quả của các FTA đã ký kết. Về thương mại nội địa, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá, công tác ổn định thị trường, cung cầu hàng hóa được đảm bảo hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm cung cầu các loại hàng hóa trong những tháng cuối năm 2019. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019. Cụ thể, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi nhất về sản xuất và thủ tục xuất nhập khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành các đơn hàng theo kế hoạch. Tăng cường giám sát đầu tư, phấn đấu đưa các dự án sản xuất theo đúng tiến độ, góp phần tăng trưởng năng lực sản xuất chung của ngành. Khẩn trương lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành theo quy định, làm cơ sở để đầu tư các dự án sản xuất mới. Phát triển thị trường trong nước, ổn định cung cầu hàng hóa, tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả về các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống, sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thắt chặt công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thương mại, tăng cường quản lý chặt chẽ, nguy cơ gian lận thương mại và gian lận xuất xứ hàng hóa, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, nhất là những hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống.